Vâng, em Dương Hải Dương xin chào toàn thể các bác nhé. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì em có quay cho các bác về cái mẫu xe 100 triệu. Đó là mẫu xe Kia Spectra sản xuất năm 2005 với phiên bản số sàn và động cơ của nó là 1.6 các bác nhé. Đấy, một xe 100 triệu thì các bác mua cái mẫu xe này ví dụ về đi gia đình không có nhu cầu cao về một cái mẫu xe có form dáng đẹp, về một cái mẫu xe chất lượng cao và nhiều tiền. Thì nếu mà chỉ có nhu cầu đi lại thông thường thì theo em nghĩ là lấy cái mẫu xe Kia Spectra, một cái dòng xe cũng khá là lành máy, khá là bền, đời 2005 với cái động cơ 1.6 thôi. Đấy, cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu này. Đấy, nó thay một cái mẫu xe đi tránh mưa tránh nắng. Hơn nữa là về cái dòng Kia Spectra này, về cái côn số của nó chạy cực ngọt luôn nhé. Và cái dòng xe này chạy cực thoát xe luôn các bác nhé. Đấy, em không nói về form dáng, bởi vì là cái dòng xe 100 triệu thực chất là về form dáng nó không quá cầu kỳ, không quá, không thể đẹp được như những cái dòng xe khoảng 300-400 triệu được. Đấy, đơn giản nó chỉ là một cái dòng xe, mẫu xe đi tránh mưa tránh nắng thôi. Đấy, nhưng mà cái dòng xe này nếu khả năng vận hành của nó thì chạy cũng tương đối ổn định, tương đối sướng. Đấy, dòng Kia mà nó là cái dòng xe hai đầu đấy, với tông màu đen và biển 79. Đấy, mẫu xe này thì cái giá 100 triệu đã bao gồm phí rút hồ sơ cho các bác rồi. Đấy, các bác nào ở các tỉnh lẻ hay có nhu cầu muốn rút hồ sơ thì em sẽ rút hồ sơ, hoặc là nguyên để nguyên biển cũng được, bởi vì thực ra cái giá trị con xe 100 triệu cũng không phải là cao nên các bác có thể làm công chứng ủy quyền. Đấy, các bác có thể làm công chứng ủy quyền được. Thì nên là cái mẫu xe này đi lại thì thay một cái mẫu xe tránh mưa tránh nắng này, điều hòa có âm nhạc đầy đủ, 5 chỗ ngồi đi gia đình. Đấy, các bác, cái mẫu xe này tuy như vậy thôi nhưng các bác có thể là chạy Bắc Nam thoải mái luôn nhé. Cái dòng Kia Spectra nó chạy rất là lành máy luôn. Đấy, mà thoát xe cực kỳ nhé. Đấy, con này chạy cực kỳ thoát xe. Đây, về cái form dáng tổng thành xe đây, các bác nhìn đây. Đấy, form dáng tổng thành xe thì cũng có cam nùi đầy đủ hết nhé các bác nhé. Đấy, mẫu xe này thì các bác mua về cũng chỉ sẵn sử dụng thôi, bởi vì mẫu xe này có mặt tại salon của em thì đã sơn tỉa đánh bóng rồi, kiểm tra rồi, bảo dưỡng phanh chuông đầy đủ hết rồi. Đấy, vì vậy là mẫu xe này thì bên em cho nhân viên đánh trực tiếp từ trong miền trong ra. Đấy, vì vậy là đã test thử, chạy thử quãng đường rất là ổn định. Đấy, xe hoàn toàn là không có trục trặc, không có hỏng vặt gì cả, về chỉ việc chạy thôi các bác. Bây giờ mua mẫu xe này về chỉ việc chạy thôi. Đây, cái phần nội thất của xe thì nó rất là còn nguyên bản. Đó là ghế nỉ nguyên bản của dòng Spectra, đặc trưng của dòng Spectra là ghế nỉ nguyên bản luôn. Đấy, táp ni nỉ, ghế nỉ. Đấy, mà giá chỉ có 100 triệu thôi. Thì em nghĩ là không cao, rất hợp lý luôn. Đấy, dòng xe này nó là dòng xe gia đình, không kinh doanh dịch vụ taxi gì cả. Đấy, dòng Kia, các bác nào chạy dòng Kia Spectra thì biết rồi, chạy nó rất là thoát. Đấy, để form dáng đây các bác nhìn đây ạ. Form dáng của xe khá là ok luôn. Đấy, khá là ok luôn. Xe này anh Quang mua về là chỉ sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất cứ cái gì nữa cả. Đấy, đây đây, thấy chưa, cái phong dáng tổng thành, tổng nâng hạ kính đầy đủ hết. Đấy, máy gầm thì cũng khá là ok ở cái dòng xe này. Dòng xe này chạy máy gầm tương đối chất các bác nhé. Đấy, đây là nội thất của xe là khá là đẹp, hộp số sàn 5 cấp. Đấy, đầu đài đầy đủ hết các bác nhé. Đấy, Quang mua về là cứ khá là cứ thấy sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất cứ gì đâu. Đấy, đầy đủ hết, ngon lành hết. Cho các bác xem cái khoang máy, chi tiết của động cơ xe thì để cho các bác kiểm tra luôn về cái chất lượng của xe. Đây, phần khoang máy của xe đây ạ. Đấy, khoang máy của xe rất là sạch sẽ luôn. Đấy, mẫu xe này về thì các bác cũng chỉ sẵn sử dụng thôi, không phải làm gì ở cái mẫu xe này đâu. Đấy, với cửa tiền chỉ có 100 triệu thôi, tương đối rẻ ở cái mẫu xe này. Đấy, hợp lý cực kỳ luôn, tương đối rẻ, 100 triệu Kia Spectra sản xuất năm 2005. Đấy, đây này, form dáng này em quay về cái phần nội thất lại cho các bác xem. Nếu mùa hè này, coi cái dòng xe này điều hòa rét, nếu mùa hè đi gia đình đông người thì cũng vẫn được, bởi vì nó là dòng Kia này nó rất là lành thôi. Đấy, đây này, form dáng tất cả chi tiết về nội thất của xe đây ạ. Ghế nó còn là ghế nỉ nguyên bản luôn. Đấy, tắp ni cũng hoàn toàn là tắp ni nỉ luôn các bác nhé. Đấy, tổng thành xe chi tiết rồi, khá là ổn định ở cái mẫu xe này. Đây, phần sau đây các bác nhìn nè. Đấy, chỉ với 100 triệu tròn thôi thì các bác mua luôn được cái mẫu xe Kia Spectra này. Đấy, cái mẫu xe Kia Spectra với cái giá tiền là 100 triệu. Đấy, 100 triệu thôi, khá là ok luôn. Đấy, bác nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì
alo cho em theo số điện thoại là 0829 777 777. Đấy, cửa đóng chắc nịch luôn. Thì em quay lại tổng thành xe chi tiết cho các bác một lần nữa nhé. Đấy, bác nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì vui lòng liên hệ với em Dương qua số điện thoại 0829 777 777, đó là số Zalo, thì các bác kết nối về Zalo cho em nhé.